Xuống đây để gặp ông anh, ông đi giăng lưới để hỏi ông coi ngày mai ông đi mấy giờ, rồi đi chung với ông.
Nó không ghé không lạnh. Được mới nào không? Xong đi thở. Ủa sao có cái này vẫn vậy? Cái màng ngoài. À, chuyện kia. Cái này lưới ba màng. Có cái màng mình đứng vẫn vậy. Màng cá nó lọt vô đây nó dính không có ra được. Lưới. Cái này hỏi ông cái luôn kìa, hỏi ông cái đó. Thôi cái ông gần thì bỏ cũng được. Hỏi ông nó lần xa đi. Cái này này thả có là ra vậy. Quay mặt qua thấy là mặt mơ. Cải xanh mặt. Ôi. Tự mất cả luôn. Đống này mấy 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 tầng dưới gì. Đây, trên trước mặt nhà xong rồi. Cái lạnh mà. Ờ, sao này bị động nước cái này. Ta làm cắn trong này. À, chị ăn nhưng mà sáng thì tôi định là không sáng. Sáng đi đi cuốn. Sáng mấy giờ anh đi cuốn? Mấy giờ? Mấy giờ đi cuốn? Sao giờ? Ngủ nó già nè, anh hai vậy? Mấy giờ? Mấy giờ đi? 6 giờ. À, 6 giờ để tôi chạy xuống tôi đi với ông à. À, à. Vậy 6 giờ đi cuốn hả ta? Đi cuốn rồi mới coi thấy có cá. Còn có món gì? Chẳng có cái món gì đâu mà. Thì sao vậy con cháu gì thấy rồi đó. Rồi thấy hết rồi. Ủa mà sao nó tìm được. Hả? Nó tìm mà tà đảnh à, thấp à. Tà đảnh. Ủa tà nó gì. Nói vậy nó tìm gái. Nó tìm gái. Nó tìm gái tôi làm sự kiện nó mấy thấy thèm quá nó mua chuyển mà. À, hai ông bà nào mà mai tôi xuống đi đi gỡ lưới với ổng nè. Ngày mai thì tôi cho coi cái cảnh đi đi cuốn lưới. Còn cái cảnh mà đi giăng lưới thì giăng tối với không có cá nó không có đẹp. Thành thử ngày mai sáng tôi chạy xuống đi với ổng đi đi cuốn lưới một lần. À. Đó, sớm này nha. Cô Út làm đi biển, làm đi biển đó mà. Đó, làng, cuộc sống trong làng rồi. Là à. Thấy con thì bắt lưới tay cũng sáo, bắt lưới bển. Thì cô với những tốt tài đó là hai chồng. Rồi, bây giờ là... Ở ngày mai đi, chứ tối tôi đi vòng này. Tối tôi về tôi làm ngày mai mới có. Dạ.
để cải lương vô được rồi đó. Ở nhà quê như để cái lương là hợp.